Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng mùng 1 Tết, chương trình 60 giây đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024. Xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị trong sáng nay. Hàng trăm công nhân đón Tết ở công trình sân bay Long Thành với quyết tâm và khí thế mới. Gần 2.000 du khách cập cảng Phú Quốc ngày 30 Tết, một tín hiệu vui cho ngành du lịch. Công an Nghệ An triệt phá nhóm người Việt ở nước ngoài lừa đảo trên 200 tỷ đồng. Năm Thìn kể chuyện bảo tồn rồng khổng lồ Komodo ở Indonesia. Kính thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình trọng điểm quốc gia, sân bay lớn nhất nước trong vài năm tới, đang bước vào giai đoạn thi công những hạng mục quan trọng như nhà ga hành khách, đường băng, trạm kiểm soát không lưu. Để dự án đảm bảo tiến độ, hàng trăm công nhân kỹ sư đã chọn đón Tết nơi công trường, đánh dấu một năm mới với đầy khí thế mới. Những ngày đầu năm này, trên đại công trường sân bay Long Thành, những tốp công nhân kỹ sư vẫn hối hả làm việc. Hầu hết họ chọn ở lại công trình để đón Tết cùng anh em. Em làm bên lắp dựng giàn giáo bao che, làm Tết để kịp tiến độ theo dự án đi ra. Làm xuyên Tết thì anh em chúng tôi là luôn luôn sẵn sàng đồng hành để mà đảm bảo cái tiến độ của dự án nhanh nhất có thể. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để cho anh em công nhân và kỹ sư có một cái Tết ở công trường đầm ấm giống như ở gia đình của mình. Vẫn thực hiện việc thi công xuyên Tết để đảm bảo cái tiến độ của một cái dự án trọng điểm quốc gia. Tạm gác lại cái Tết đầm ấm sum vầy bên gia đình, thay vào đó là tình đồng đội, đồng nghiệp cùng nhau sát cánh nỗ lực vì công trình trọng điểm quốc gia. Với họ, Tết xa nhà là để hình hài sân bay quốc tế ngày càng rõ nét hơn. Ngành thủy sản trải qua một năm khó khăn vì sức tiêu thụ giảm, giá thấp, nhưng từ đầu năm 2024 thị trường dần phục hồi, xuất khẩu thủy sản tháng 1 đạt gần 400 triệu đô la Mỹ, tương đương cùng kỳ năm ngoái là kết quả khá khả quan. Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp ngành thủy sản đang tích cực chạy đua để đạt mục tiêu xuất khẩu của năm 2024. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, doanh nghiệp này đã sôi động với đơn hàng xuất khẩu. Nhờ ứng dụng công nghệ từ bảo quản, thu mua đến chế biến, bảo đảm chất lượng sản phẩm nên doanh nghiệp tự tin cạnh tranh. Họ biết được là cái nguồn tôm của mình ở Việt Nam của mình có xuất xứ tại Cà Mau và chất lượng con tôm của mình từ đầu vào cho tới đầu ra và sau khi chế biến là nó sẽ giữ được cái chất lượng sản phẩm con tôm của mình tốt nhất. Dự kiến nhu cầu thực phẩm toàn cầu tiếp tục tăng, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Chất lượng vẫn là cái yếu tố quan trọng trên cơ sở để đảm bảo được rằng chúng ta đủ khả năng cạnh tranh trong cái điều kiện hiện nay. Tại vùng nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long, đầu năm cũng là thời điểm hạn mặn. Các địa phương đã có kế hoạch ứng phó, khuyến cáo nông dân nuôi trồng hợp lý để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu. Cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp tăng tốc tìm đơn hàng, làm hàng ngay tháng đầu năm, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ngày 30 Tết, khoảng gần 2.000 du khách quốc tế trên du thuyền đã đến cập cảng thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau khi lên bờ, đoàn khách đã có cơ hội trải nghiệm không khí ngày Tết và tham quan các địa điểm trên đảo. Sau hành trình hơn 3 ngày trên biển, tàu A.A. Bella chở gần 2.000 khách quốc tế và hơn 600 thuyền viên đã cập cảng Phú Quốc vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 30 Tết. Các du khách đến từ Đức, Áo, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều du khách rất thích thú với màn chào đón múa lân sư rồng. Đến Việt Nam đúng vào dịp Tết Nguyên đán, du khách được đưa đi tham quan các điểm vui xuân như chợ hoa, xem linh vật rồng tại công viên Bạch Đằng cũng như thưởng thức các món ăn cổ truyền Việt Nam. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Phú Quốc đón hơn 500.000 lượt khách, trong đó có hơn 82.600 lượt khách quốc tế. Con số này sẽ tiếp tục tăng khi có 4 chuyến tàu du lịch đã đăng ký đưa hàng ngàn khách quốc tế đến Phú Quốc tham quan và vui chơi bằng đường biển trong năm 2024 và đầu năm 2025. Thưa quý vị, trong 12 con giáp thì rồng là con vật duy nhất không có ngoài đời thực. Thế nhưng hình ảnh rồng lại xuất hiện nhiều trong nhiều môn nghệ thuật, bao gồm hội họa. Năm mới Giáp Thìn, nhiều nghệ sĩ đã giới thiệu các tác phẩm lấy cảm hứng từ linh vật này. Độc và lạ là cảm nhận của công chúng khi thưởng lãm tranh hóa rồng trên chất liệu mo cao của họa sĩ Hoàng Trúc. Hình ảnh rồng của họa sĩ vẽ thì tôi thấy nó cũng khác. Có những cái hình ảnh trông độc lạ, giống như là họa sĩ đã lựa chọn cái chất liệu mo cao để thể hiện những tác phẩm của mình. Cái mo cao nó là cái ký ức của tôi, nó là ký ức của nhiều người. Bộ tranh Rồng và Hoa của họa sĩ Nghiêm Diệp Anh gồm 40 bức tranh bột màu, mang đến hình tượng rồng vừa truyền thống
nhưng cũng rất hiện đại. Với những cái thứ mà tôi hiểu biết, tôi nghĩ rằng là con rồng nó như thế thì tôi vẽ nó theo một cái tinh thần mới. Các nghệ nhân làng nghề cũng giới thiệu nhiều tác phẩm độc đáo như Rồng trên gốm Hương Canh, Vĩnh Phúc hay 100 tác phẩm rồng độc bản trên gốm Phù Điêu, Hải Phòng. Những hình ảnh của rồng đã được tái hiện, thể hiện một cách rất là sinh động với nhiều các cái thế khác nhau, thể hiện cái sự linh thiêng, những cái vẻ đẹp nhất của rồng. Mỗi tác phẩm rồng mang đến phúc khí cho năm Giáp Thìn như một lời chúc năm mới an lành và hạnh phúc. Dịp Tết Nguyên Đán này, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và du khách, đặc biệt là những ai yêu thích các tác phẩm của danh họa Van Gogh, sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian nghệ thuật 720 độ lần đầu tiên tại Việt Nam. Đến với triển lãm, người xem không chỉ thưởng thức tranh vẽ ở góc nhìn đa chiều mà còn trở thành một phần trong các tác phẩm của vị họa sĩ lừng danh. Triển lãm mang tên Van Gogh Immersive 720 với diện tích 390 m² cùng với hiệu ứng trình chiếu hình ảnh 720 độ trong không gian hình trụ độc đáo. Khách tham quan có thể cảm thụ tác phẩm một cách sống động với góc nhìn toàn cảnh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Người xem như được bước vào thế giới nghệ thuật tách biệt và trở thành một phần họa tiết trong các bức tranh nổi tiếng của Van Gogh. Tiêu chí khi chúng tôi mở ra cái không gian này sẽ trở thành một cái connection hub. Nó sẽ là nơi mà chúng tôi mời các diễn giả quốc tế về để chia sẻ về về design, về thiết kế. Em cảm thấy rất là vui, với lại bất ngờ, trái ngợp, quá là hoành tráng. Khi mà mình bước chân vào trong này sẽ có những cảm xúc tốt hơn. Mình thấy cái cách trình bày tác phẩm mỹ thuật đa giác quan hơn, về âm thanh, về ánh sáng, về cái trải nghiệm đa chiều. Cái không gian này nó làm cho mọi người tiếp cận gần gũi hơn với danh họa. Không gian trải nghiệm Van Gogh Immersive 720 sẽ diễn ra suốt dịp Tết Nguyên Đán tại Trung tâm Thương mại Gigamon, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo trong 60 giây, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý phạt nguội qua camera xuyên suốt dịp Tết. Sự cố tấn công mạng tại Việt Nam giảm 33% trong tháng đầu tiên của năm 2024. Kính thưa quý vị, rất nhiều người tranh thủ giải quyết hết công việc đến hôm qua 30 Tết mới lên đường về quê. Mưu sinh vất vả nhưng đường về nhà dường như ấm áp hơn với sự tiếp sức của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa và Tam Hiệp, huyện Châu Thành, các chiến sĩ công an đã trao hơn 4.000 chai nước suối và những lời chúc xuân bình an hạnh phúc đến người dân tham gia giao thông trên đường. Còn đây là đoạn qua thị xã Cai Lậy, 15.000 chai nước suối và hơn 6.000 chiếc khăn lạnh đã mang đến sự động viên to lớn cho những người dân trên đường về quê đón Tết. Được mọi người phát nước như vậy thì mọi người rất là vui ạ. Mấy anh giao thông thì rất là nhiệt tình trong cái hỗ trợ đường đi cho mọi người á, đều hướng cho xe máy, xe hơi chạy rất là tốt nên là không có bị kẹt xe. Thấy tình cảm của anh làm vậy cũng rất có ý nghĩa, tại trên đường về có nhiều người, người ta cũng nắng mà người ta cũng khát nước nữa. Hơn 200 em nhỏ đi cùng cha mẹ về quê đón Tết còn nhận được phong bao lì xì từ các cô chú công an. Niềm vui con trẻ giúp người lớn cảm thấy ấm áp, vui tươi hơn trong những ngày cuối năm tất bật và cũng khiến cho hành trình về nhà dường như ngắn lại. Sự ấm áp những ngày cuối năm còn lan tỏa nhờ những tấm lòng tử tế. Một người đàn ông 61 tuổi ở Đồng Tháp trên đường bán hàng rong, 3 lần nhặt được của rơi đều trả lại người mất. Đó là ông Nguyễn Đông Hà, ngụ ở thành phố Sa Đéc. Chiều ngày 8 tháng 2 năm 2024, Công an phường 2 thành phố Sa Đéc tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho chị Huỳnh Thị Mỹ Hồng. Đây là số tài sản do ông Hà nhặt được. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 2, trước một tiệm tạp hóa, ông Hà phát hiện có một cái bóp rơi trên đường, bên trong có 2 thẻ ngân hàng và gần 4 triệu đồng. Ông liền mang chiếc bóp đến công an nhờ trả lại người bị mất. Được biết, đây là lần thứ 3 ông Hà nhặt được tài sản có giá trị và đều mang đến giao cho công an. Hành động không tham của rơi của ông Hà thật đáng trân quý, lan tỏa nét đẹp trong đời thường. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp Tết Nguyên Đán, các hành vi vi phạm mà cảnh sát giao thông không trực tiếp phát hiện xử lý ngay sẽ được tiếp nhận thông qua hình ảnh từ hệ thống camera. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trên các tuyến quốc lộ và trên nhiều tuyến đường của Thành phố Hồ Chí Minh đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát để xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Do đó, cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận vi phạm qua hình ảnh để xử phạt. Riêng tuyến quốc lộ 1 qua Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư trang bị hệ thống camera hiện đại, có độ phân giải cao, có khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao. Đối với giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức làm nhiệm vụ tại các vị trí trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo người dân vui xuân đón Tết thuận lợi, bình an. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết trong tháng 1 năm nay, đơn vị đã ghi nhận và xử lý 950 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Con số này dù giảm 33% so với tháng trước, nhưng Bộ khuyến cáo các đơn vị không nên lơ là công tác bảo mật hệ thống thông tin trong dịp nghỉ Tết. Việc số lượng cuộc tấn công mạng gây ra sự cố với các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm mạnh so với tháng cuối năm ngoái, theo các chuyên gia là một tín hiệu đáng mừng. Điều này phần nào cho thấy sự chuyển biến bước đầu của các cơ quan, đơn vị trong việc áp dụng các biện pháp tăng cường an toàn, an ninh bảo mật khi các đơn vị đầu tư nhiều hơn cho hệ thống giám sát, phát hiện và cảnh báo sự cố. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin vì giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm các nhóm tấn công mạng thường gia tăng hoạt động. Công an Nghệ An vừa phối hợp công an các tỉnh thành phố triệt phá băng nhóm lừa đảo gồm 32 đối tượng người Việt Nam làm việc tại nước ngoài. Nhóm này chuyên giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 200 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Tăng Quảng Vinh, sinh năm 1989, trú quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an cũng bắt giữ 31 đối tượng trú ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Thanh Hóa và Nghệ An. Các đối tượng trên hoạt động có tổ chức phân thành 3 tuyến, gồm D1, D2, D3, với mục đích giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước, thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản các bị hại người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo nhận định của công an, các đối tượng đánh vào tâm lý lo sợ và việc thiếu kiến thức pháp luật của người dân để thao túng tâm lý. Chứng là công an điều tra bảo là trong tài khoản của chị là bị dùng rửa tiền, tôi là phải là chứng minh cái số tiền có trong sạch hay không. Còn tội phạm lấy OTP của chị, sau đó nó chuyển toàn bộ tiền của chị sang tài khoản của hắn. Cơ quan công an, viện kiểm sát hay tòa án không làm việc qua điện thoại, mà nếu có liên quan thì sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Các người dân không cho thuê mượn, không cung cấp cái thông tin cá nhân cũng như tài khoản của mình cho người không quen biết. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của người dân ở nhiều địa phương. Trong mảng quốc tế hôm nay, trang phục truyền thống lên ngôi trong dịp năm mới ở nhiều nước châu Á. Sang tiền in hình rồng để cầu may mắn sung túc trong năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, với nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tết Nguyên Đán là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm. Tết cũng là dịp mọi người mặc trang phục truyền thống nhiều nhất như một cách thể hiện niềm tự hào dân tộc. Và mỗi nước thì có trang phục truyền thống khác nhau, nhưng điểm chung là thường mang sắc màu tươi tắn, phù hợp với lễ hội đầu năm và đặc biệt là có sự sáng tạo kết hợp xu hướng hiện đại để hấp dẫn giới trẻ. Tết năm nay, giới trẻ Hàn Quốc tỏ ra hào hứng với cách thiết kế hanbok có kết hợp truyền thống và hiện đại, hợp thời trang và thoải mái hơn. Tôi luôn muốn mặc hanbok vào dịp năm mới, và tôi thấy hanbok theo kiểu hiện đại khá đẹp vì nó phong cách hơn. Tôi thiết kế những bộ hanbok theo phong cách hiện đại và cải tiến hơn để mọi người có thể mặc chúng hàng ngày và yêu thích trang phục truyền thống nhiều hơn. Trong dịp Tết, sườn xám là trang phục truyền thống được nhiều phụ nữ Trung Quốc yêu thích. Phong cách tạo hình, trang trí của sườn xám không chỉ mang đậm nét đặc trưng văn hóa, mà còn làm toát lên vẻ đẹp của phụ nữ phương Đông. Màu đỏ vẫn phổ biến nhất vì đây vốn là gam màu biểu tượng cho sự may mắn. Kimono của Nhật Bản có rất nhiều loại, nhưng được ưa chuộng nhất trong dịp năm mới là Sukesagi Kimono, dòng kimono có hoa văn đa dạng, màu sắc nổi bật. Đối với người Nhật, việc mặc trang phục kimono đầu năm mới sẽ mang lại nhiều hạnh phúc, thuận lợi trong cuộc sống. Còn tại Indonesia, năm mới là dịp để diện trang phục truyền thống kebaya với nhiều màu sắc bắt mắt. Mỗi khi mặc trang phục truyền thống kebaya, tôi cảm thấy dòng máu lịch sử đang chảy trong người mình, cảm thấy rất tự hào. Trong nguồn chảy của xã hội hiện đại, vẻ đẹp truyền thống vẫn cần được gìn giữ và phát triển, vì nó là nét văn hóa riêng và là niềm tự hào của mỗi quốc gia, dân tộc.
Trung Quốc có rất nhiều dân tộc và trong dịp Tết Nguyên đán, văn hóa của các dân tộc được thể hiện một cách phong phú thông qua cách chào đón năm mới, qua trang phục và đặc biệt là qua các món ăn đặc trưng ngày Tết. Vào dịp Tết, người dân tộc Thổ Già sẽ chiêu đãi khách món thịt heo hấp Thổ Già, món ăn truyền thống đã có từ hàng ngàn năm. Nguyên liệu của món này gồm thịt heo và bí đỏ ướp với rượu cao lương và các loại gia vị khác. Thịt heo và bí đỏ được hấp trong một giờ, tạo nên một món ăn độc đáo, mềm ngọt như không ngấy. Người Thổ Già ăn món thịt heo hấp và uống rượu cùng nhau như là một cách đón chào năm mới an khang thịnh vượng. Trong khi đó, những gia đình ở vùng Nội Mông Trung Quốc không bao giờ thiếu món bánh xếp trong ngày Tết. Bánh xếp Mông Cổ có nhân thịt bò và thịt cừu trộn với các loại rau rừng. Bánh được nặn thành hình mặt trời, mặt trăng và nhiều hình dạng khác tùy theo sở thích của mỗi gia đình. Đôi khi họ nhét một đồng xu vào nhân bánh xếp. Người nào ăn được chiếc bánh xếp có đồng xu được cho là sẽ gặp may mắn trong năm mới. Kẹo râu rồng, một món ăn đang rất được ưa chuộng tại Singapore trong dịp năm mới Giáp Thìn, được du nhập từ Trung Quốc qua 30 năm. Món đồ ngọt này đã được biến tấu và trở nên thu hút khi khiến thực khách có thể thở ra làn khói kỳ ảo khi ăn kẹo. Bà Lily là người đã đem kẹo râu rồng truyền thống đến Singapore vào năm 1988. Bà đã truyền nghề lại cho người cháu là anh Roger Poon. Để làm kẹo râu rồng, anh Roger nấu mạch nha cho đến khi nó dẻo quánh lại. Sau đó kéo khối mạch nha thành hàng ngàn sợi mảnh như chỉ tơ. Cuối cùng, anh gói những sợi mạch nha này xung quanh nhân đậu phộng nghiền. Khi ăn, món kẹo này tan nhanh trong miệng. Roger còn thêm vào nguyên liệu đặc biệt, khiến người ăn thở ra một làn khói trắng, giống như rồng phà khói. Vì vậy, món kẹo của anh được nhiều người Singapore gọi là kẹo hơi thở của rồng. Roger cho biết, anh vốn yêu thích kẹo từ nhỏ và muốn nối nghiệp dì Lily để mang niềm vui ngọt ngào đến cho mọi người. Rồng tượng trưng cho sức mạnh và sự may mắn. Chính vì vậy mà qua năm Giáp Thìn 2024, nhiều người đã săn tìm các loại tiền in hình rồng với kỳ vọng sẽ nhận được nhiều may mắn và sung túc trong năm mới. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tung ra bộ tiền xu kỷ niệm với thiết kế hình rồng lấy từ bức tường Cửu Long có hình thức trang trọng và uy nghiêm. Trong khi đó, nhiều hãng chế tác cũng cho ra mắt bộ sưu tập đồng xu in hình rồng bằng vàng thật. Trong những ngày đầu năm, nhiều người Trung Quốc tìm mua tiền vàng khắc hình rồng với hy vọng có nhiều may mắn trong năm mới. Tại Singapore, bộ sưu tập tiền xu hình rồng đang được săn đón. Bộ sưu tập gồm 10 đồng xu với các mệnh giá từ 2 đến 200 đô la Singapore, gồm phiên bản đồng bạc và đồng vàng. Mỗi đồng xu đều có in hình con rồng, linh vật của năm Giáp Thìn 2024. Với hình nền là công viên Gardens by the Bay, biểu tượng của Singapore. Còn tại Australia, xưởng đúc tiền Perth Mint đã tung ra bộ sản phẩm tiền xu in hình rồng với các phiên bản làm bằng vàng, bạc và platinum với mệnh giá và tỷ lệ kim loại quý khác nhau. Mặt trước của các đồng tiền này in hình rồng, mặt sau in hình chân dung nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Đáng chú ý, các đồng tiền xu này còn được khắc ký hiệu P125 để kỷ niệm 125 năm xưởng đúc tiền Perth Mint ra đời. Năm Giáp Thìn rất thích hợp để kể chuyện rồng. Và nói đến rồng, Phong Linh nhớ ngay đến Komodo, loài rồng lớn nhất trên thế giới. Quần đảo Sunda của Indonesia chính là nơi chúng ta có thể bắt gặp loài vật tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết này. Dù chúng không bay hay phun lửa như trong phim ảnh, nhưng chúng rất có thể sẽ trở thành huyền thoại nếu không được bảo tồn đúng cách. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới hiện nay. Một con trưởng thành dài đến 3 mét và nặng 70 kg. Chúng có thể hạ gục con mồi với cú đớp mạnh bằng hàm răng sắc nhọn có nọc độc. Trước đây, rồng Komodo thường bị săn bắt để bán cho những vườn thú, các nhà sưu tầm hoặc để lấy da và chân. Đến năm 1980, Indonesia thành lập công viên quốc gia Komodo, giữ cho số lượng của loài vật này ở mức tương đối ổn định, khoảng 3.000 con. Do chỉ cư ngụ trên một vài hòn đảo Indonesia cùng với sự đa dạng, di truyền hạn chế, rồng Komodo rất nhạy cảm với thay đổi khí hậu. Mực nước biển dâng cao có thể càn quét các đồi thấp gần bờ, lượng mưa thường xuyên thay đổi, sẽ khiến rồng Komodo mất dần nơi sinh sống, đẻ trứng. Và tháng 7 năm 2019, chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara từng đóng cửa hòn đảo du lịch nổi tiếng Komodo trong 2 tháng để bảo vệ quá trình giao phối và ấp nở của rồng Komodo.
Tại Ấn Độ, nghệ thuật dân gian đã được giữ gìn qua rất nhiều thế kỷ, trong đó có nghệ thuật vẽ bằng bột màu Rangoli. Rangoli biểu thị cho tín ngưỡng, sự tôn thờ của người dân đến các vị thần trong đạo Hindu và cũng được xem là biểu tượng cho sự chào đón và may mắn. Để vẽ Rangoli, người ta thường dùng bột gạo nhuộm màu bằng các nguyên liệu tự nhiên như nghệ, quế, lá bạc hà, than củi. Do vật liệu dễ kiếm nên Rangoli không phân biệt sang hèn mà có mặt ở khắp mọi nhà. Việc sử dụng bột gạo biến Rangoli thành các tác phẩm nghệ thuật có thể ăn được. Sau khi nghệ sĩ hoàn thành bức Rangoli, kiến, chim hay các sinh vật khác có thể thoải mái dùng bữa. Và nhờ thế, Rangoli trở thành biểu tượng của sự hài hòa giữa các sinh vật. Ngày nay, màu hóa học được dùng phổ biến hơn. Ngoài ra, những bức Rangoli còn được vẽ bằng các màu, ngũ cốc hoặc cánh hoa. Người Ấn Độ cho rằng làm ra Rangoli giống như gửi gắm một điều ước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt, hình Rangoli sẽ được chim chóc côn trùng ăn hoặc được gió thổi đi để nhường chỗ cho một hình mới, một mơ ước mới. Là một trong những hẻm núi sâu nhất hành tinh, Dark Canyon ở Thổ Nhĩ Kỳ luôn thu hút các vận động viên ưa thích mạo hiểm đến đây để trình diễn. Mới đây nhất, nơi này đã chào đón hai tay đua của giải World Superbike và DTM. Nhà vô địch World Superbike 2021 Toprak Razgatlioglu, vài tay đua giải DTM Ayhankan Guven, vốn đã quen thi đấu trên đường đua bằng phẳng. Đây là lần đầu tiên họ thử sức trên địa hình ở Dark Canyon. Hẻm núi này dài khoảng 25 km và sâu hơn 1 km, được đưa vào danh sách đề cử di sản thế giới của UNESCO vào năm 2021. Dark Canyon gây ấn tượng bởi địa hình cuốn hút và đầy thử thách. Địa điểm này còn có 38 đường hầm nhân tạo, vì thế rất nổi tiếng trong cộng đồng đua xe mạo hiểm. Những hình ảnh ấn tượng từ Dark Canyon cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị ngày đầu năm mới thật nhiều niềm vui, sum vầy ấm áp bên gia đình và những người thân yêu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.